Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 6 tháng 12 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Dù khó khăn do thiếu đơn hàng, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo cho người lao động đón Tết đầy đủ. Chuyến hàng đầu tiên 16 tấn bị diễn trong lô hàng 48 tấn xuất khẩu đi Mỹ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo về các nội dung xuyên tạc liên quan đến quyết định phê duyệt sách giáo khoa Thế giới vừa trải qua thập niên nóng nhất trong lịch sử, dự báo nhiệt độ còn tiếp tục tăng. Thưa quý vị, theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, đến nay nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực dày da ở Đồng Nai đã công bố thưởng Tết Giáp Thìn 2024. Dù gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, nhưng doanh nghiệp vẫn giữ mức thưởng ngang bằng năm trước, đồng thời đề ra thêm nhiều chính sách hỗ trợ giúp người lao động đón Tết đầy đủ. Theo đó, Tết năm nay, tập đoàn Phong Thái đóng tại huyện Trảng Bom thưởng cho toàn thể 67.000 lao động mỗi người một tháng lương. Công ty Trang Sinh Việt Nam đóng tại huyện Vĩnh Cửu thưởng cho gần 40.000 lao động với mức thấp nhất là một tháng lương, cao nhất là hai tháng lương. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn như công ty Pochen Việt Nam, công ty Taekwam Vina cũng đã chốt thưởng Tết với mức bằng năm trước, dự kiến những ngày tới sẽ công bố. Bên cạnh thưởng, dịp Tết, các doanh nghiệp cũng trao các phần quà của công đoàn cho công nhân, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng. Để chủ động chăm lo người lao động, Tết Giáp Thình 2024, Liên đoàn Lao động Đồng Nai sẽ hỗ trợ khoảng 2.000 vé xe cho công nhân xa quê, đồng thời đề xuất tỉnh Đồng Nai trích ngân sách 30 tỷ đồng, tặng quà cho hàng chục ngàn công nhân khó khăn trong tỉnh. Ngày 5 tháng 12, chuyến hàng bữa diễn đầu tiên với số lượng 16 tấn trong 3 lô đơn hàng 48 tấn bưởi đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Buổi lễ diễn ra tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Bưởi diễn được xuất khẩu phải trải qua rất nhiều công đoạn và kiểm định để đáp ứng các tiêu chuẩn về mẫu mã, độ và 900 hoạt chất về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các dư lượng khác có liên quan đến an toàn thực phẩm do phòng kiểm nghiệm được Hoa Kỳ chấp nhận cho xuất khẩu Gia đình làm bưởi theo chương trình Việt Gáp để xuất khẩu sang Mỹ, làm theo hướng hữu cơ, nó không dùng hóa học. Năm nay chất lượng đã thay đổi rất là nhiều, kể cả về độ ngọt, về tai quả, cũng như là về hình thức của quả. Hiện cây bưởi đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Hòa Bình, trong đó có hơn 3.200 hectare diện tích trồng bưởi diễn. Sang lượng bưởi diễn năm nay ước đạt trên 52.000 tấn. Khoa cấp cứu chống độc của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín. Các bệnh nhân đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch. Theo đó, các bệnh nhân được xác định gồm chị Nguyễn Thị Anh Tuyền 26 tuổi, bà Hoàng Thị Hồng 59 tuổi, mẹ ruột chị Tuyền và bé con 13 ngày tuổi của chị Tuyền. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa cấp cứu chống độc đã cấp cứu theo phát đồ điều trị ngộ độc khí CO. Bà Hồng có dấu hiệu tiến triển nặng hơn nên được chuyển lên tuyến trên. Riêng cho bé sơ sinh đang được cho thở oxy và tiếp tục theo dõi, điều trị. Ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm là thực trạng đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước. Nếu có bệnh nhân này không được phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ gây nguy cơ tử vong hoặc để lại các di chứng về thần kinh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông tuyệt đối không được sưởi ấm bằng đốt than củi trong nhà đóng kín nhằm chống ngộ độc khí CO và ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 12 năm 2013, UNESCO công nhận đơn ca tài tử của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhân dịp tròn 10 năm sự kiện này, Google đã cập nhật ảnh đại diện trên trang chủ nhằm tôn vinh thể loại nhạc truyền thống Nam Bộ của Việt Nam. Hình ảnh Google Google tôn vinh nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ do nghệ sĩ Camelia Phạm Minh Hòa thể hiện các nghệ sĩ đang biểu diễn đơn ca tài tử. Đơn ca tài tử hầu như luôn được biểu diễn theo nhóm. Ngoài ca sĩ dàn nhạc, còn có các nghệ sĩ chơi đàn tam thập lục, đàn cò, sáo, đàn tỳ bà vân vân. Cũng theo Google, nghệ thuật đơn ca tài tử xuất hiện từ cuối thế kỷ thứ 19, bắt nguồn từ nghi lễ và âm nhạc cung đình Huế. Mặc dù vậy thì đơn ca tài tử lại phát triển mạnh ở Nam Bộ. Tại bà má giấu con? Trong tập 27 phim Dâu Bể Mùa Xưa lên sóng tối nay, Hiếu đến bệnh viện và biết được sự thật cánh tay của anh không thể cứu vãn. Hiếu không chấp nhận nên nổi giận trách cứ ông bà bá đã nói dối và vô cớ rút giận lên bông, đuổi cô ra khỏi phòng. Từ khi ông giáo thứ chết, Lệ luôn đau khổ dằn vặt bản thân vì nghĩ rằng vì tình yêu mù quáng của mình với Du mới rước quỷ vào nhà. Đúng lúc này, cô lại phát hiện bản thân mang giọt máu của Du quá đau đớn phận uất lệ quyết định uống thuốc phá thai quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm oan nghiệt với du những diễn biến kịch tính hấp dẫn trên sẽ được hé lộ trong tập 27 phim dâu bể mùa xưa phát sóng lúc 19 giờ 30 phút hôm nay 6 tháng 12 trên kênh HTV7 trong phần an ninh trực tự lực lượng cứu hộ kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân trong đêm đưa bốn cụ già thoát ra ngoài an toàn Công an cảnh báo người dân rủi ro bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia hình thức chơi hụi. Thưa quý vị, tối qua một vụ cháy nhà dân xảy ra trên đường Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời dập tắt đám cháy, đưa bốn cụ già thoát ra ngoài an toàn. Khoảng 20 giờ 40 phút, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn kèm bùi khét. Sau đó lửa bốc lên từ ngôi nhà có địa chỉ tại số 305 19 xe 13 Lê Giang Sĩ, phường 1, quận Tân Bình. Ít phút sau khói cao kèm lửa bốc lên gùng ngục. Người dân liền hô quán tìm cách dập lửa nhưng bất thành, còn lửa cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh. Thời điểm xe ra cháy, có bốn cụ già có dấu hiệu bị ngạt khí do khói độc từ vụ cháy. Nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Bình tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa cứu nạn lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ 4 cụ già kịp thời thoát khỏi khu vực xe ra vụ cháy an toàn. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được kiểm soát. Không có thiệt hại về người, nhưng vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ. Tối qua 5 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát thông tin cảnh báo về các nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội liên quan đến quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4. Cụ thể ngày 1 tháng 12 năm 2023, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quyết định về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3 lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định đây là hoạt động bình thường theo đúng kế hoạch thẩm định phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tuy nhiên sau khi quyết định trên được ban hành trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc bình luận tiêu cực lệch lạc về vụ việc điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới sách giáo khoa ảnh hưởng việc dạy và học môn ngoại ngữ cũng như gây hoang mang trong xã hội bộ giáo dục đào tạo đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý những hành vi sai phạm trên Ngày hôm qua trên quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe máy và hai xe ô tô. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông qua khu vực khó khăn. Khoảng 9 giờ ngày 5 tháng 12, xe ô tô loại 7 chỗ lưu thông trên quốc lộ 1A khi vừa đi vào vòng xoay ngã ba Trung Lương, tài xế nhìn thấy phía trước có xe máy nên giảm tốc độ để tránh. Lúc này xe ô tô tải đang lưu thông cùng chiều từ phía sau do không kịp xử lý nên đã va chạm với xe 7 chỗ làm cho xe này lao về phía trước tông vào xe máy. Cú va chạm khiến người cùng xe máy té ngã xuống đường. Tai nạn xảy ra tại vòng xoay Ngã 3 nên khiến hàng loạt phương tiện di chuyển khó khăn. Lực lượng, lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn. Sáng qua, bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 đã dẫn giải một tàu vận chuyển 80 mét khối cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, ngày 4 tháng 12 tại khu vực biển giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng phát hiện tàu mang số hiệu BTR 7688 đang hút cát từ dưới biển lên. Trên tàu có bốn thuyền viên, do Nguyễn Vũ Linh, sinh năm 1994, quê Bến Tre làm thuyền trưởng. Người này khai tàu đã hút được khoảng 80 mét khối cát nhiễm mặn nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp theo quy định. Cơ quan chức năng đang xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 60 kg pháo hoa nổ khi tuần tra trên tuyến quốc lộ 8A. Số hàng này gồm 48 hộp pháo hoa nổ được Võ Trọng Dũng sinh năm 1990 cất giấu trong thùng tự chế trên xe đầu kéo kéo theo rơ móc. Đối tượng khai mua số pháo hoa nổ ở chợ Lắc Sao, Lào với giá 10 triệu đồng đưa về Việt Nam tiêu thụ thưa quý vị chơi hụi là một hình thức tích góp tiền khá phổ biến tại nhiều địa phương chủ yếu dựa trên thỏa thuận giữa chủ hụi và các hụi viên vì vậy một số đối tượng đã đứng ra mở các dây hụi lợi nhuận cao nhằm chiếm đoạt tài sản Lâm Thị Tám có 14 năm làm chủ nhiều dây hụi ở tỉnh Bạc Liêu. Năm 2021, do không thể bù khoản tiền thiếu hụi, người này đã lấy tên khống tham gia 35 phần hụi để hốt hụi và bán phần hụi khống cho người khác trong 8 dây hụi mà mình làm chủ, qua đó chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Đến ngày 11 tháng 9, Công an Bạc Liêu đã khởi tố vụ án bắt giam Lâm Thị Tám để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ đầu năm đến nay, công an tỉnh bạc liêu đã tiếp nhận điều tra xử lý 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hội, ước tính thiệt hại lên đến hơn 80 tỷ đồng. Chúng tôi khuyến khích hội viên khi tham gia hội tạo ra các cái nhóm liên lạc để tìm hiểu thông tin về tình hình vui hội, tình hình bán hội và tình hình diễn biến của dây hội, từ đó có biện pháp kịp thời ngăn chặn chủ hội thực hiện các hành vi gian dối. Hơn ai hết, mỗi người dân cần trang bị kiến thức pháp luật, cảnh giác khi chơi hụi để tránh tích cóp tiền rồi rơi vào túi người khác. Thưa quý vị, tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 ngày 5 tháng 12, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết, thập niên vừa qua là thập niên nóng nhất trong lịch sử. Xu hướng tăng nhiệt độ được dự báo sẽ còn tiếp diễn và gây ra thêm nhiều thời tiết cực đoan. Tuyên bố này dựa trên báo cáo của WMO về tình trạng nóng lên toàn cầu qua nhiều thập kỷ. Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2020, nhiệt độ trung bình toàn cầu đang cao hơn mức ở thời kỳ tiền công nghiệp là 1,1 độ C. Với tình hình này, chúng ta đang mất đi nhiều sông băng trên các khu vực núi. Điều đó đồng nghĩa chúng ta đang mất nhiều nguồn tài nguyên nước quan trọng. Mực nước biển cũng ngày càng dâng cao, dễ dẫn đến các hiện tượng cực đoan. Vượt qua, chúng ta cũng đã trải qua các chu kỳ Enino với những mức nóng kỷ lục tăng dần. Với số lượng khí nhà kính hiện tại, nhiệt độ sẽ còn nóng hơn trong vài thập niên tới. Những ngày qua, các nhà lãnh đạo toàn cầu đang nỗ lực thảo luận tại hội nghị COP28 ở Dubai nhằm đảm bảo mục tiêu của thỏa thuận Paris năm 2015 về việc giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 2 độ C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp. Với tình trạng thời tiết cực đoan hiện tại, các nhà khoa học cảnh báo nhiều tác động nghiêm trọng đến sức khỏe con người và nông nghiệp cũng như nhiều mặt khác trong đời sống. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA cho biết, trực thăng Ingenuity đã hoàn thành chuyến bay thứ 67 trên sao hỏa vào cuối tuần qua. Theo NASA, chiếc trực thăng đã đặt độ cao 12 m và di chuyển quãng đường 393 m trong hơn 2 phút vào ngày 2 tháng 12. Ingenuity, cao 50cm và nặng 1,8kg, phóng lên sao hỏa ngày 18 tháng 2 năm 2021, cùng tàu thăm dò Perseverance nhằm thử nghiệm tính khả thi của trực thăng lên sao hỏa ingenuity còn được trang bị camera dò tìm các khu vực mà perseverance có thể khảo sát hỗ trợ tìm tuyến đường hiệu quả an toàn nhất để tàu thăm dò này di chuyển trong sứ mệnh tìm kiếm bằng chứng về sự sống trên hành tinh đỏ theo NASA, trực thăng có thể bay tối đa 90 giây với khoảng cách gần 300 mét mỗi lần và cách mặt đất khoảng 3 đến 4,5 mét. Việc triển khai Ingenuity trên sao hỏa được đánh giá là cuộc trình diễn công nghệ về thử nghiệm chuyến bay đầu tiên vận hành bằng động cơ trên một hành tinh khác. Những ngày này tại Jerusalem, ông già Noel đang lan tỏa không khí Giáng sinh cùng với thông điệp cầu nguyện cho hòa bình trong bối cảnh giao tranh tại giải Gaza vẫn tiếp diễn. Giao tranh cũng khiến cho không khí lễ hội tại đây có phần trầm lắng hơn mọi năm. Trong trang phục quen thuộc và đặc trưng, năm nay ông Isa Kassisye được đưa chọn quá thân thành ông già Noel. Ông thông thả cưỡi lạc đà qua cánh đồng ô liu rộng lớn, hô vang đời chúc, gửi đi hy vọng, tình yêu cho hòa bình từ Jerusalem Tôi hy vọng chiến tranh sẽ sớm chấm dứt để mọi người cùng sống trong hạnh phúc. Theo ông Kassi Sige, trong tình hình hiện nay, chiếc thông điệp cần được gửi đi từ Jerusalem đến thế giới là những lời nhắn gửi về hòa bình và hy vọng. Do ảnh hưởng từ giao tranh tại giải Gaza, không khí Giáng sinh tại Jerusalem năm nay được cho là sẽ trầm lắng hơn mọi năm. Khác với nhiều sự kiện mừng Giáng sinh khác, người dân của một ngôi làng ở Cộng hòa Séc có truyền thống đón lễ hội vô cùng ma mị. Đó là một buổi biểu diễu hành có sự tham gia của ông già Noel cùng thần chết và ác quỷ. Đám rước độc đáo này mang tên Wallachia tồn tại qua nhiều thế kỷ tại làng Lideko của Cộng hòa Séc. Không chỉ tại Lideko, truyền thống này cũng được lưu giữ ở nhiều ngôi làng lân cận, nằm cạnh những khu rừng rậm rạp và đồi núi hiểm trở. Người dân thường tin vào những loại ma quỷ mùa đông. Để từ về, họ đã nghĩ ra cách mặc những trang phục quái dị. Truyền thống diễu hành này đã quá quen thuộc và không thể thiếu bổ dịp Giáng sinh. Chúng tôi nỗ lực duy trì nó hàng năm để những thế hệ sau biết tới. Đồ hóa trang tiêu biểu của sự kiện là những chiếc mặt nạ da cừu và những lưỡi hái của thần chết. Ông già Noel thì lấy hình tượng gốc là Thánh Nicholas thay vì hình tượng trong trang phục đỏ nổi tiếng. Mỗi dịp Noel, đám trước này sẽ đi khắp những ngôi làng lân cận trong 3 ngày, từ ngày 3 đến 5 tháng 12. Đặc biệt, họ sẽ ghé thăm những ngôi trường mẫu giáo trong làng và tặng quà cho trẻ em. Trong khung khổ những hoạt động đặc sắc mùa Giáng sinh tại Tây Ban Nha năm nay, vườn thú nhân tạo Priya tại thủ đô Madrid là một điểm đến không thể bỏ qua với bất kỳ du khách nào. Với diện tích và số lượng động vật lớn, nơi đây đã chính thức trở thành vườn thú nhân tạo lớn nhất thế giới cho đến hiện tại. Vương thú Prilla là một công trình với hơn 500 tác phẩm chiếu sáng ban đêm với đa dạng các hình động vật. Thậm chí những loài đã tuyệt chủng hoặc các sinh vật thần thoại cũng xuất hiện tại đây. Tất cả các sản phẩm hình động vật chiếu sáng đều được thiết kế tỉ mỉ, vừa sinh động vừa gần gũi với trẻ em. Môi trường sống của chúng cũng được tái hiện bắt mắt, Tổng chiều dài tham quan tại vườn thú là 1,3 km, nằm trong công viên Hoàng Carlos đệ nhất. Ngoài những tác phẩm trưng bày này, một khu nhà hàng rộng 2.000m2 cũng được bố trí tiện nghi và bán nhiều loại đồ ăn khác nhau để du khách có thể tụ họp mùa lễ hội. Theo ban tổ chức, vườn thú sẽ mở cửa đến hết ngày 14 tháng 1 năm 2024. Cập nhật về tình hình Gaza, ngày 5 tháng 12, Tổng tham mưu lực lượng phòng vệ Israel Hezi Halavi cho biết nước này đã bước sang giai đoạn thứ ba trong chiến dịch trên bộ ở giải Gaza. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Halavi nói rằng các lực lượng Israel đã kiểm soát nhiều căn cứ của nhóm Hamas ở miền Bắc Gaza và hiện đang thực hiện chiến dịch ở miền Nam Gaza. Người phát ngôn quân đội Israel, Daniel Hagari xác nhận các lực lượng Israel đang chiến đấu tại Khan Yunis, nơi mà Israel cho là thành trì của Hamas ở Nam Gaza. Thủ tướng Israel cho biết một nửa số chỉ huy của Hamas đã bị tiêu diệt, nhưng không nêu rõ con số cụ thể. Hamas cũng chưa xác nhận số chỉ huy thiệt mạng là bao nhiêu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều vào khung giờ quen thuộc 18 giờ 30 phút ngày hôm nay với nhiều thông tin cập nhật trong ngày. Mến chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng. Xin kính chào tạm biệt.